Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đài bảng Giang hồ Việt Nam không chỉ hoạt động ở địa bàn trong nước, mà còn có nhiều đại ca còn vươn vòi ra nước ngoài, ví dụ như Campuchia, Lào, Đông Âu hay Mỹ vân vân. Tuy nhiên không phải đại ca nào cũng tạo dựng được thành thế và số má, mà có những đại ca phải bỏ mạng tại xứ người. Để biết những đại ca này là ai và tại sao lại bỏ mạng, xin mời quý vị đón xem video Những đại ca khét tiếng Việt Nam bị hạ sát giá màn tại xứ người. 1 việt voi đồng nai bị bắn chết ở bên lào không chỉ campuchia mà trong những năm gần đây thì lào cũng là một nước được giang hồ việt nam sang mở sới gà sòng bạc khá nhiều tại lào quy tụ rất nhiều những giang hồ từ bắc trung cho đến nam nên thường xuyên va chạm với nhau mới đây nhất thì một cuộc thanh toán đẫm máu khiến hai giang hồ bỏ mạng trong đó một người bị bắn chết là việt voi tại đồng nai ngay đầu nhóm đồng nai mới sang lào để hoạt động mở sòng bạc trường gà Tuy nhiên do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn sóc đĩa, nhóm đồng này đã bị một nhóm khác thanh toán ngay trong sòng tái xỉu. Các sát thủ từ phía đối thủ đã không ngần ngại chơi luôn hàng nóng khiến hai người không thể qua khỏi, trong đó có Việt Vòi. Vụ việc hiện đang rất nóng bởi có đến hai mạng người ra đi, tuy nhiên băng nhóm đứng sau vụ này vẫn chưa được tìm ra. 2. Mạnh nuôi Hải Phòng, bỏ mạng tại Campuchia Mạnh nuôi tên thật là Nguyễn Quang Mạnh sinh năm 1981, thường trú tại 569 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Trần. Mạnh nuôi là một đối tượng chuyên tổ chức sòng bạc, bảo kê sới bạc có tiếng tại Hải Phòng, từng có hai tiền án về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc cầm đầu. Dưới trướng của Mạnh nuôi có rất nhiều đàn em mà đa số là anh em trong nhà nên cực kỳ hiếu chiến. Băng nhóm của Mạnh thường tổ chức sới bạc lớn hoặc giành quyền bảo kê các sòng bạc tại Hải Phòng. Nếu không được, Mạnh sẽ sai đàn em đến trời rồi phá sới bạc, khiến các con bạc không dám đến nữa. Trong một lần như vậy, Mạnh đã va chạm với Bảo Đông và Nguyễn Thị Bích Thủy là hai anh em và vợ của Long Tuyếp, một đại ca số má đất cảng. Cụ thể, đòi bảo kê ở sông bạc không được, Mạnh hẹn một nữ chủ sòng quyết phen sống mái. Họ đã chuẩn bị súng hoa cải cùng bảy viên đạn, dao kiếm. Tuy nhiên, cuộc huyết chiến bất thành bởi công an đã vào cuộc. Sau khi ra tù, Mạnh tiếp tục trở về hoạt động như cũ, nhưng lần này tinh vi hơn từ cách thức cho đến địa bàn. Với kinh nghiệm của một kẻ từng nhiều lần ra tù vào tội, Mạnh triệt để lợi dụng khúc sông là địa bàn giáp danh giữa các tỉnh để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng thành lập một nhóm Facebook gọi là lính thủy đánh bộ, phân công người cảnh giới, bố trí các phương tiện đón và đưa các con bạc. Xong vỏ quýt giấy có bóng tay nhọn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tường kế tự kế bắt giữ các đối tượng cùng tang vật. Vụ này mạnh nuôi nhanh chóng trốn thoát và trốn nã sang Campuchia hoạt động. Tại Campuchia, mạnh nuôi quy tụ các đàn em hải phòng của mình và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc. Tuy nhiên mới chân đứt chân giáo qua đây, với bản tính của mình thì mạnh nuôi lại cạnh tranh địa bàn với các giang hồ khác. Điều này đã khiến đại ca gốc Hải Phòng phải trả một cái giá rất đắt. Ngay đầu mạnh nuôi bị những đối thủ của mình đâm chết trong một vụ ẩu đả. Đến bây giờ, người thực hiện vụ này cũng rất ít người biết đến. Có thể nói đây là một bài học trong giới giang hồ, bởi khi chân nước chân giáo đến địa bàn của các giang hồ khác, thì phải theo luật trước đó mà chơi. Bởi nếu sai luật thì cái giá phải trả đôi khi là cả mạng sống của mình. ba Anh em họ Huỳnh bị thanh toán giã bàn tại Mỹ Theo trang Philadelphia Inquirer, Lam Triều, 49 tuổi, là một trong sáu nghi phạm bị buộc tội liên quan đến tội ác lạnh gáy trong vụ giết anh em Huỳnh Việt và Huỳnh Vũ, một trong những vụ bạo lực băng đảng tàn khốc nhất ở Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Anh em họ Huỳnh bị bắt cóc và tra tấn nhiều giờ trước khi những kẻ bắt cóc lái xe đưa họ ra bờ sông, đâm hàng chục nhát, bịt mắt rồi ném thi thể xuống sông. Một người đàn ông khác bị bắt cùng anh em họ Huỳnh may mắn thoát chết và báo tin cho cảnh sát. Thami Lê, nghi phạm chính 50 tuổi, bị bắt giữ vì tội danh giết người và lãnh án tử hình ngay sau đó. Tuy nhiên, cảnh sát đã mất nhiều năm để truy tìm các nghi phạm khác có liên quan, trong đó có Triệu. Các nhà điều tra cho biết Lê và Triệu đều là chùm xã hội đen của một băng nhóm tội phạm gốc Việt có tên là Bon Tukin, viết tắt BTK, tạm dịch là sống để giết chóc. Có địa bàn hoạt động ở thành phố Canaan thuộc khu phố người họa ở Manhattan. Vào những thập niên 80-90, băng nhóm BTK với hầu hết thành viên là người gốc Việt kiểm soát và thường xuyên gây hấn với các chủ doanh nghiệp Trung Quốc và nước châu Á khác. BTK cướp của các băng nhóm đối địch, nhận bảo kê và chịu trách nhiệm cho hàng loạt vụ bắn giết ở New York và New Jersey trước khi một cuộc truy quét của cảnh sát liên bang năm 1993 khiến nhiều tay trùm cộm cán của BTK phải vào tù, bao gồm cả Triệu. Sau vụ việc đó, BTK được cho rằng tan rã, nhưng Triệu và Lê vẫn dính vào vụ giết anh em họ Huỳnh. Hôm 21 tháng 4 năm 2021, Triệu có mặt tại một tòa án ở quận ở Mỹ và thừa nhận trước tòa rằng đã liên lạc với Lê, đồng bọn cũ ở bang BTK để đi đòi khoản nợ 300.000 đô la Mỹ, khoảng 7 tỷ đồng Lê sau đó đã giao Mai Thúy trị giá 300.000 đô la Mỹ cho anh em họ Huỳnh, những kẻ buôn hàng cấm ở sao Philadelphia. Triệu và Lê đã tới Philadelphia cùng với hai người khác để đòi lại số tiền mà anh em họ Huỳnh chơi trả. Triệu bị cáo buộc chỉ đạo Lê bắt cóc anh em họ Huỳnh vào tháng 8 năm 2014 và nếu cần thiết sẽ đưa về New York làm con tin. Nhưng sau khi Triệu về nhà, Lê và hai đồng phạm trói anh em họ Huỳnh, nhét vào xe rồi đưa họ về nhà Lê ở Eastwick, Philadelphia. Tại đây, nhóm của Lê đã tra tấn rồi đâm chết hai nạn nhân trước khi ném xác của họ xuống sông. Triệu nói rằng đã rất tức giận khi biết Lê và đồng bọn làm trái lời. Tôi không có ý định đánh đập hay giết người, tôi chỉ muốn dọa họ mà thôi. Triệu nói với thẩm phán G. Custis Jr. hôm 21 tháng 4 năm 2021. Khi chưa bị phanh phùi trong vụ giết anh em họ Huỳnh, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt giữ chiều năm 2018 với tội danh âm mưu, phân phối mai thúy và thu thập tín dụng thông qua các phương thức cưỡng đoạt. Các tội danh này khiến Triệu có thể phải nhận mức án tù trung thân. Lời thú tội hôm 21 tháng 4, với sự tư vấn của luật sư được đưa ra như một phần của thỏa thuận được ký với các công tố viên rằng sẽ giúp Triệu thoát án trung thân nhưng sẽ dẫn đến hệ quả khác, bao gồm cả việc bị trục xuất. Ba nghi phạm khác gồm John Dow, 43 tuổi, Jackson Rivera, 35 tuổi và Minh Nguyên, vẫn phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ án và dự kiến sẽ bị xét xử vào tháng 9 năm nay. Hai Nguyên, nghi phạm thứ 6 năm 2020, đã nhận tội giúp Lê trốn thoát đến thị trấn Ashland, bang Virginia, Mỹ sau vụ giết anh em họ Huỳnh. 4. Vinh Vũ bị bán chết tại Mỹ Bằng xã hội đen gốc Việt BTK và ông trùm David Thái, nỗi ám ảnh kinh hoàng của phố tàu New York, Mỹ vào cuối năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Lúc đó, băng BTK thường xuyên va chạm với các băng nhóm khác, trong đó nổi cộm là băng Flying Dragon. Buổi chiều ngày 5 tháng 8 năm 1989, khi David Thái đang đứng trước trung tâm mua sắm ở giữa lãnh thổ của băng nhóm trên đường Canaan bên cạnh một vài đàn em của ông, hai thành viên của băng đảng Flying Dragon đã tiếp cận và bắt đầu xúc phạm Thái và các băng đảng. Mâu thuẫn gia tăng khi một trong những thành viên Flying Dragon nhổ nước bọt ra trên vỉa hè Canaan Street một tín hiệu không tôn trọng đối với David Thái và toàn bộ BTK. Đáp lại, David Thái đi vào phía sau của trung tâm mua sắm châu Á và vào hầm của nhà hàng Phở Hà Nội. Sau đó gã lấy được hai hàng nóng và giao cho hai thành viên BTK gần đó, ra lệnh cho họ giết hai người đó. Một trong hai thành viên BTK đã được David đưa cho hàng nóng trước mặt trung tâm mua sắm nơi hai thành viên Flying Dragon đã xúc phạm Thái. Trong ánh sáng ban ngày, trên đường phố, rút khẩu 38 và bắn chết hai thành viên Flying Dragon, trong đó một người bị bắn vào đầu, trong khi người khác bị bắn vào phổi và động mạch chủ. Mặc dù vụ giết người được chứng kiến bởi một số chủ cửa hàng, nhưng chính quyền điều tra và thực thi pháp luật không ai trong số họ thừa nhận chứng kiến điều đó do lo sợ bị trả đũa từ BTK. Cũng chính vụ việc này là Vinh Vũ, một người đứng thứ hai trong bang BTK, bị trả thù sau đó không lâu. BTK có mối thâm thù sâu sắc với nhiều băng đảng ở Mỹ trên thực tế cuộc đối đầu không bao giờ có hồi kết chúng tận dụng mọi sơ hở để trả thù đối phương kể cả tại đám tàng Vinh Vũ một người quyền lực chỉ đứng sau David Thái trong BTK đã bị bắn chết sau khi đang đứng đợi taxi trước cửa hiệu massage trên phố tàu ngày 28 tháng 7 năm 1990 khi đoàn xe tang đang diễu hành trên đường Moonberry, hai người đàn ông lạ mặt đột nhiên nổ hàng nóng vào các thành viên BTK các tay súng bắn trả nhau ác liệt nó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong vòng 20 năm làm nghề này, tôi chưa từng thấy vụ xả hàng nóng nào ở đám tàng. Khó tin thật, họ trông rất lịch sự, có giáo dục. Chủ nhà tang lễ cho biết, nhiều tin đồn cho rằng vụ việc được thực hiện bởi bác bài, người đứng đầu thế giới ngầm của cộng đồng người Hoa ở Mỹ nhằm trả đũa Thái từ chối tham gia đàm phán vân chia lợi ích. Trong khi đó, Thái tin rằng bóng ma mới là băng đảng ra tay. 5. Vân Phệ bị giết tại Đức vân vệ tên thật là nguyễn văn vân sinh ra và lớn lên ở nghệ an trước khi sang đức nghề chính của vân vệ ở vinh là chuyên đi bảo kê hoạt động vận chuyển hàng cấm Hắn đã có hai lệnh truy nã của công an nghệ an khi đi chui sang đức vân vệ dưới sự bảo kê của ông trùm người việt nguyễn hải nam đã nhanh chóng trở thành một chùm xã hội đen ở đức nguyễn hải nam là một ông trùm người việt trong thế giới ngầm nhiều năm thực hiện các hoạt động ngầm mờ ám và làm giàu bất chính từ những hoạt động này địa bàn hoạt động của nguyễn hải nam không chỉ ở Đức mà còn vươn sang cả Séc. Nguyễn Hải Nam có công ty ở Nga, có cửa hàng karaoke ở Đức và Séc. Hắn kiếm tiền từ hoạt động cho vay đảng lãi cho các tư thường người Việt ở nước ngoài, hoạt động kinh doanh, buôn lậu tân dược và kiêm luôn cả buôn bán mai thúy. Vân Phệ bị cho là đã bị các nhóm khác dùng cái đẹp dụ dư tiệc và đâm chết ở trung tâm Berlin. Cái chết của Vân Phệ khiến cho phe quân Cuba nổi như cồn và ngày càng chiếm ưu thế trong các băng đảng giang hồ người Việt ở Đức. Ngay lập tức, Nguyễn Hải Nam liền cho cánh tay phải của Vân Vệ ở Việt Nam là Bình Trắng, Nguyễn Hải Bình sang Đức thay thế Vân Vệ. Năm 1997, khi nhận được tin người con gái dụ Vân Vệ đi ăn tiệc cùng với vài tên của băng quân khu bà đang ở trong một ký túc xá sinh viên người Việt, Bình Trắng đã tới đó gây một cuộc thảm sát và gã cũng bị trả thù, bị bắn chết sau đó ở Berlin. Trước sự lộng hành của các băng nhóm người Việt, một chiến dịch truy quét mang tên tử thần đã được cảnh sát Đức lập ra họ phối hợp với các cảnh sát Nga, Czech bắt giữ toàn bộ băng nhóm của Bình Trắng. Tên trùm Nguyễn Hải Nam cũng xa lưới khi đang ở Czech. Những tàn dư còn lại của các băng nhóm khác, một thời là đối thủ sát phạt với băng vân phệ Bình Trắng, cũng bị truy quét triệt đề. Trên đây là những đại ca khét tiếng Việt Nam bị hạ sát dã man tại xứ người. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.